Ngày 5 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết đang phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ một án mạng xảy ra tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, khiến cả hung thủ lẫn nạn nhân đều tử vong. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung phát hiện chị Võ Thị Như A, 22 tuổi và cháu gái Đặng Thị Ngọc Quy, 11 tháng tuổi bị chém nhiều nhát tử vong trong nhà vệ sinh phòng trọ số 21, khu nhà trọ NS, khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nên trình báo công an phường. Sau đó, cơ quan công an tiếp tục nhận thông tin có một nam thanh niên nhảy từ lầu cao chung cư Tây Nguyên Plaza tử vong tại chỗ. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ xác định nam thanh niên nhảy lầu tử vong là Đặng Ngọc Khánh, 28 tuổi, ngụ ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Khánh cùng vợ con vào thành phố Cần Thơ sinh sống đầu năm 2021, mưu sinh bằng nghề chạy xe đạp. Chiều cùng ngày, Khánh uống bia với bố vợ là ông VTH, sau đó về phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Lúc này, chị A đang tắm cho con gái trong nhà vệ sinh thì bất ngờ Khánh dùng dao chém cả hai tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khánh đến tòa chung cư Tây Nguyên Plaza leo lên tầng cao nhảy xuống tử vong tại chỗ.